ra cái nhà. Tiền để đây rồi. Chào mọi người nha. Hôm nay thì Sinh sẽ cùng với em của mình đó đi xuống dưới đây nè. Mình sẽ lặn một thao ốc gì đó, rồi mình sẽ về làm một cái món ốc xào sả ớt hoặc là một cái món ốc gì đó để cho cả nhà cùng thưởng thức với Sinh nha. Bây giờ mình đi để công tối cả nhà. Nghe có chuẩn bị thôi. Cái cây này là cái cây sắt, cây chĩa cả nhà. Đó, mình dùng để dù có thấy cua này mình kiếm vài con mình ăn. Còn cái thao này đừng nè. Giang. Hôm nay trời cũng bớt sóng cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xuống dưới đây. Mình lặn mới mình ăn cả nhà. Ốc ở dưới đây nhiều lắm cả nhà ơi. Lặn ít về mình ăn. Cả nhà bây giờ mình sẽ lấy một ít cây kiến nha. Kiến lặn hay là cái gương lặn ở đảo mình này cả nhà. Đó, giờ mình lấy để bắt đầu đi lặn với anh em mình ha. Xài mấy hái trên cây nè. Đây, cái xài mà mình hái ở trên cái đó đó. Có nhà thấy không? Xài ngon lắm cả nhà, xài này là xài tự hái luôn á. Trồng ở nhà mọi người. Để ghi mình ăn. Giờ mình bắt đầu đi xuống nước, mình lặn ở cái nhà. Hôm nay nước trong lắm cả nhà, không có sóng đập gì mình lên trước nữa. Thấy nước trong kìa. Ở đây nước cũng trong lắm cả nhà. Thường thường mình sẽ bắt gần mấy cái biển này nè. Mình sẽ bắt gần mấy cái biển này nè. Nước hôm nay rất là trong. Nước trong lắm cả nhà. Trong quắt luôn.
Xin chào cả nhà nha. Cả nhà xin vừa mới đi lặn về, quá trời bạn đâu có cả nhà, mình lặn trong vòng cả 1 đến 2 tiếng nữa. Bây giờ mình mời cả nhà xem cái thành quả của mình với em mình mới lặn hôm nay nha. Mua ra cả nhà. Đây là cái rổ cua mình vừa mới làm xong rồi cả nhà. Ốc nè. Đây là bạch tuộc đó cả nhà, đây là cái bạch tuộc mình bắt dưới biển nhá. Con này là con hải sâm nè. Các nhà thấy không? Đó, đây là con hải sâm. Quá trời ngon cả nhà ơi. Chung hải sâm này còn nhỏ lắm thôi mình đem thả nha. Em hãy xem mình thả đi, mình bỏ nó nghe cả nhà. Thả gì chứ tự động nó xuống dần nhà, nó không có chết đâu nha. Đó, nó tự động nó sống dần, mình không có làm nó dần á. Bị chiều đẹp không? Đây là buổi chiều ở đảo mình nha. Thank you.
Rồi cả nhà ơi, mình vừa mới hoàn thành xong những cái món ăn này cả nhà. Đó, là mực. Mực này á, là mình bắt tại đây luôn ăn ngon cả nhà. Đó thì ngồi nhà thôi. Bây giờ mình chuẩn bị dọn ra ăn. Nha. À, cái nhà bây giờ xin đã chuẩn bị xong tất cả những món ăn đây rồi. Đó. Giờ mình sẽ cùng với cả nhà bắt đầu thưởng thức những cái món ăn mà ngày hôm nay mình cùng với thằng em của mình đó đi bắt. Giờ mình ăn cả nhà. Bây giờ là mình sẽ luộc cái ốc này nha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ đập ra rồi mình lấy thịt để mà mình làm một cái món ăn gì đó nha. Mình sẽ đập ốc này ra nha cả nhà. Đây là ốc bạc chăn, ốc bi. Đó trên mạng đó này cả nhà thấy không đó. Cái này chắc là luộc hai nồi, mình sẽ luộc cái nồi này trước rồi sau đó mình sẽ luộc cái nồi này sau ha. Cái này cũng gần một nồi á, chắc mình cũng nghĩ vậy đó. Ê, bây giờ mình ăn đi ha nha, còn cái này mình sẽ luộc riêng ha. Mời mọi người nha. Quá tuyệt vời cả nhà, quá ngon. Cái nước chấm này là mình thủ thêm thôi, ví dụ mà ăn không ngon lắm. Hay là lạc cái chấm vô thêm nè. Càng giòn cái này không? Quá nhỏ dài ngon. Trời ơi. Còn cái này dài ngon cái nhỉ. Ăn một tuần quá, ăn một tuần. Quá ngon cái nhà, ngon quá. Tuyệt vời luôn, đồ hải sản biển miền Tây này. Đây là cùng với đây là miếng mì với lại mình bỏ khóm và dưa leo vào cả nhà, ăn rất là ngon luôn á. Mực này ăn không thì nó không có chất, nói chung là ăn không có ngon.
chung á là một đêm nay á là một cái buổi ăn rất là ngon cái nhà, rất là tuyệt vời luôn mọi người. Cua ghẹ này á, ăn á, là chung chắc nó rất là khổ để bén luôn cái nhà. Nói chung đây là một mồi bén đối với những ai mà nhà biết về cái loại cua này, nó cộng thêm một cụm bắt nhiều giờ. Đây thì hải sản là mình bắt ngay tại biển luôn cái nhà đó, nên mọi thứ nhìn thấy vậy chứ ngon lành, ok lắm. Mình mà cả nhà nha, bây giờ mình ăn cái gà ghẹ chiên bồ nữa nha. Giòn. Nó mì gói á. Cái nhà nha, mình ăn dưới mật cái nhà. Bực này là hồi nãy có nói rồi, mình bỏ vô khóm với lại này kia ăn rất ngon. Thì mực tuột này mà cả nhà ăn công á thì nó không có ngon. Không có ngon, nó không có gia vị. Nói chung là cái con mực này ăn vô nó lạc lắm. Thì miếng khóm ăn vô ngọt. Học lấy gia vị. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà, nếu cả nhà nào có ai thích thì hãy đi ra biển, ra đảo Nam Du hoặc là Phú Quốc vậy đó. Ngay đầu cũng mình thích những cái món ngon cả nhà. Nói chung là tuyệt vời của nhà, đồ ăn ở đây rất là nhiều, với lại nói chung là phong phú. Tất cả mọi thứ đều không có ướp thuốc gì chân cả nhà, rất là ngon. Bẻ quá trời luôn. Chiên rồi mình ướp nhiều quá, bây giờ mình bỏ bột luôn, ăn cho nó giòn như dễ nha, khỏi bỏ. Bao kia bỏ bao que á. Này mọi người ơi, đây là cái con cua lột á, mà nghe mình nói là nó bắt bằng tay luôn, thì mình cũng tưởng đâu là cua này nó cứng chứ. Nè cả nhà thấy không, nó mềm lắm. Chung cua lột có cả nhà biết không, bẻ ra này kia nặng đó, đâu có lấy gà gạch, đâu nó lấy ra không đó, mình ăn nguyên con không đó. Chung mình ăn mà chúng nguyên cua lột có nó ngon cả nhà, quá đã cả nhà. Mời mọi người nha. Chẳng giống ăn bánh như vậy, ngon quá. Và bây giờ là mình sẽ đập ốc này ra rồi mình làm một cái món gì đó ăn nha cả nhà. Chắc có lẽ là xào sả ớt hoặc là ăn bún xào sả ớt cũng được nha. Nói chung là cái món này là làm rất là nhiều món ngon. Hàm sả bún cũng ngon nữa. Hàm sả cũng ngon. Mình vừa mới làm xong cả nhà đó. Giờ mình sẽ bắt đầu đi vô rửa cho sạch sẽ thêm một lần nữa, bỏ cát cho bỏ muối vô để mình sát khuẩn cả nhà, chứ thật sự ra thì nó vẫn còn dơ lắm. Mình sẽ gắng rửa cho sạch sẽ thêm một lần nữa nha cả nhà. Rồi. Xin sẽ bắt đầu làm việc nha. Mình sẽ bỏ vào nước
rồi mình bỏ thêm một chút muối để cho mấy cái cát đó, nó sạch sẽ hơn đó nha, để mình diệt khuẩn này kia luôn, chứ sự ra ốc này vẫn còn dơ lắm, cát rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đem đi vệ sinh sạch sẽ cả nhà, rồi ngày mai mình bắt đầu làm cái món ăn nó thật là ngon. Chúc cả nhà cùng thưởng thức cho mình cái món này nha. Là sẽ ướp không? Giờ mình sẽ ướp cái này không? Ướp gia vị để bắt đầu mình làm. Cái món ốc này một chút nè, thử ăn con như thế nào cái nha. Cái dai còn giòn, thịt nó ngọt luôn cả nhà, ngon quá. Cả nhà nhớ làm theo mấy cái bước mà mình đã làm nha, nó ngon. Mình ướp xong rồi cái mình để trong vòng 15 phút đó, rồi sau đó cái mình đem lên mình làm giống như nãy mình đã cho cả nhà cùng xem, ngon cả nhà. Thêm con nè. Quá xuất sắc, ngon.
cơm của gia đình mình nha cả nhà. Thì ốc á là bắt ngay tại đây luôn cả nhà. Thì tại họ mình luôn, thì chung hải sản đây rất là nhiều. Cái món ốc này ăn rất là ngon cả nhà, giòn giòn dai dai, ngon. Nhớ là phải rửa cho kỹ vô nha, để cho cát nó hết. Chào tất cả mọi người nha, cả nhà ơi, hôm nay là buổi chiều, bây giờ là Sinh đang chuẩn bị thực hiện một cái món ăn ngon, đó là mình chiên ốc chung với cơm luôn, đó, mình làm cơm chiên đó nha, rất là ngon mọi người, rồi mình mời cả nhà nha, cùng thích với mình cái món ốc chiên cơm, đúng không? Ôi, giòn giòn đã lắm cả nhà, ngon lắm, mời mọi người nha. Chảo nhà ơi, ngon quá. Chắc ngon quá vậy. Ăn thêm miếng nữa. Đẹp rồi. Còn đây là một cái tô ốc. Đây là cái tô ốc mà đây là ốc gạo hay là ốc hương với cả nhà không biết. Ốc gạo này ốc gạo quê luôn. Đúng rồi, cái này là có ốc gạo có bi cả nhà, rất là ngon cả nhà. Thì quán mình nha. Trong nhà nhớ ra đảo là mình thưởng thức những cái loại ốc này nha. Chứ còn làm như mình thì phải tự mình sáng chế, tự mình làm ra. Vậy cả nhà. Ngon lắm cả nhà.
mời cả nhà nha. Rồi nói chung là chiên với cơm á, lại mình ăn với ốc nó rất là ngon cả nhà. Bởi vì mình cảm nhận là nó không có cát, mình rửa rất là kỹ, rất là ngon. Đó. Thì cả nhà, nói chung mình đã thưởng thức xong một cái món ốc mà mình tự tay bắt ở đây, với lại mình làm lên. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe và chia sẻ cho cái kênh của Sinh càng ngày càng vững mạnh nha. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây và để thưởng thức thêm cái món này nó ngon quá nha. Đó. Cả nhà nhớ ra đảo thưởng thức những cái món ăn này nha. Bye, xin chào và hẹn gặp lại.